Tôi nhớ. Chú nên thu xếp một chuyến về. Mặt đối mặt thì mới quyết được. Em sẽ điện lại cho anh ạ. Mấy thằng nào? Lulu, Lulu, con nào đấy? Mấy em chỗ em của đại ca Dương đây mà. Dương nào? Anh Dương cơ bắp. Chào các anh lõi rùa. Anh à. Bắp bò. Mấy cái thằng tộc rừng. Mày bảo ai mọc rừng? Mày biết à? Không cần biết mày là con nhà ai. Nhưng lên đây mà dám láo với đại ca Dương thì chỉ có ăn đòn. Hiểu chưa? Mấy hôm trước anh em có va chạm, nhưng mà em không biết là các anh là em của anh Dương. Thế là tôi có gì thì anh bỏ qua cho em. Có được không? Định ăn Khương á? Khương, ăn đi, ăn đi, ăn đi, ăn đi, ăn đi. À, đau không? Rồi, xin lỗi nhé. Đừng có đánh được không? Hả? Làm tí không nhỉ? Này, có nhau không? Nào. Ở đây đâu kìa. Bố cái thằng lợi rùa. Khương liều đến bản mây rồi. Nghe chưa? Dạ. Lulu, tiếp tục. Mimi à? Lulu. Lulu cũng được. Hết. Anh hay quá. Ôi à. Tiếp tục. Cho một con gà đây. Anh nói là thằng Khương bị đàn em hại à? Con nghĩ là lão Dương giật dây. Thằng Khương nhà mình mà nghe chú dục lên trên bản mây là mệt. Bởi vì ở trên đấy mình không có người. Alo anh Cường à? Khỏe không? Có việc đã muốn cần đến anh đây. Chào anh ạ. Tình hình thế nào? Anh ơi. Nó đã đi cùng thằng Lý Tuyết vào sòng bạc của con Tuyết. Tốt. Dạ. Anh. Ê, anh trao cho em cái ấy nhỉ? Anh hứa thưởng cho em ấy. Tao nói là tao hứa thưởng cho mày à? À.
Anh trêu em. Anh quên, anh quên. Đấy, anh trêu em. Anh xin lỗi. Sao? Làm tốt thì phải thưởng chứ. Dạ, anh của em. Ôi. Các em, thưởng cho nó. Thưởng cho nó, chúng anh. Dạ. Anh ơi, sao lại thế này anh? Tình hình có chút thay đổi. Thay đổi gì ạ? Cái đầu của mày trông nham nhở thế này mà cũng có giá nhỉ? Thằng Hồng nó treo thưởng cái đầu của mày 100 củ. Sao thế anh? Mày biến mất cùng với thằng Khương thì thằng Hồng nó nghĩ bằng đầu gối cũng ra. Mà mày cũng kinh đấy, dám động đến gia đình Toàn Lâm, ghê gớm thật. Anh ơi, em chỉ cần là được theo bọn anh thôi, anh nhá, em không cần tiền đâu, anh ơi, em chỉ đang em không cần tiền nữa, anh Dương ơi, nhá, anh. Các em, đàn em của anh có ai phản trắc không? Không ạ. Em nói thật với anh, em xin anh em. Anh ơi! Lôi nó xuống thị trấn. Nếu nó có ý định chạy trốn, đập gãy chân nó cho tao. Con thở là con đổi được tiền. Đúng ạ. Đây, đây, đại ca. Đi, đi, đằng này. Đấy. Sao lại khách sạn này như nào? Mày định ăn tao à? Đâu? Ở đây. Không không, bên này cơ mà. Ở đằng sau cái núi voi này là một cái động to lắm. Ở trong cái động là có cái sòng, mua gì cũng có. Trong này á? Vâng. Nhìn nguy hiểm quá nhỉ? Nguy hiểm nhưng mà nó dễ kiếm tiền. Khách VIP em mới đưa vào đây này. Ừ. Đây, rẽ lên đây là đến. Ừ. Ai ơi, Big Tép Joker, đá gà, sóc đĩa, mới mơ làm giàu. Thấy sòng bạc nhớ vào mau, làm ăn chăm chỉ, đếch giàu được đâu. Toàn sơn hào hải vị, hiểu chưa? Đừng nghỉ bạn. Lulu quá. Như nào? Ấy, à, Mực với A Phúc ơi, đây là anh Khương, khách VIP ở bản Mộc lên thôi mà. Đâu Milu? Trong ai à? Vâng. Tứ đạo, đây là VIP chưa? Thảo quay nhỉ? Rồi. Đại ca, trong này tuy là hang cùng ngõ hẻm thôi nhưng mà trò gì cũng có. Được. Vào đây. Ôi trời ơi. Hang rột à? Đi đây. Em chào anh ạ. Khách mới. Dạ. Ôi, em xin ạ. Em cảm ơn. Đại ca. Xin nhé. À quên, ở đây dịch vụ gì cũng có nhá. Đây là chỗ vay tín chấp, không cần phải thế chấp. Nên là tín đại ca cứ đánh thoải mái đi. Không phải lo về tiền. Vâng. Thật. Vào miệng, nhanh lên. Năm mươi triệu đây, đếm đi. Đây, trong này chơi với to đại ca. Chắc rồi. Lulu đại ca. Bê tai rồi. Xuống hết chưa? Cái mở nào. Cái mở nhá. Mở đấy. Mở nhá. Đấy. Ăn hết tiền của bố ấy rồi. Ông nội, ông là con của ông già ấy thì bọn em cũng bó tay. Ông kết xỉu ông đánh tài. Ông kết tài ông đánh xỉu thì làm sao các cụ em không ăn tiền của ông nội.
Ai? Cái mặt dỗ. Biết tao ai không? Em biết anh là anh Khương Liều. Em còn biết cả bố anh. Thế thì ngoan. Phang tiết. Nhưng anh còn tiền đâu mà đánh.